Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình mới chế xong cái đèn pin và kiếm ra điện luôn để tự vệ. Đây, đèn pin này nó nhiều chức năng lắm các bạn. Thứ nhất là chiếu đèn sáng này, chiếu sáng đủ để chúng ta có thể mò mẫm trong đêm lúc mà cúp điện này kia. Đây, thấy không? Mình có thể dùng cái đèn pin này này, rất cũng khá sáng đó các bạn. Đấy. Đấy, mình tìm được các đồ vật trong đêm. Còn quan trọng này là phóng điện để tự vệ. Tại vì hiện tại bây giờ các tình trạng mà cướp giật này kia rất là nhiều, cũng nguy hiểm, cho nên mình phải đề phòng một cái này, chế này cho vui thôi. Ngoài ra, ngoài chức năng mà phóng điện này á, cái bút này còn có thể tạo ra lửa được không các bạn? Sau đây mình sẽ tạo lửa cho các bạn xem nhé. Cái bếp ga mình hết ga này, có thể cho ga lên tí đi. Đấy. Này. Đây là mồi lửa bếp ga nhá. Rồi tiếp theo, nó có thể đốt giấy cháy nhá. Bây giờ mình dùng một ít giấy vệ sinh nhá. Rồi mình sẽ cho thêm một tí cồn. Cồn 90 độ. Một tí thôi. Do cái đèn pin này nó là thuộc loại vũ khí nguy hiểm, cho nên mình sẽ không có chia sẻ cách làm nó như thế nào. Đấy, mình chỉ chia sẻ ở đây là để các bạn xem thôi, những đồ mình chế nghịch ngợm cho vui trong những ngày ở nhà. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Các bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đồng thời là để theo dõi những cái video sáng tạo mà mình sẽ làm tiếp theo. Đấy, nó chỉ một găng tay.